Thưa quý vị, những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận trong ngày của Việt Nam giảm đáng kể. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng trong việc kiểm soát dịch bệnh giai đoạn này. Tuy nhiên, để có thể duy trì thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong cộng đồng cũng như tại các cơ sở y tế. Vâng, và theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội, thành phố đã có báo cáo về công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện trên địa bàn. Tính đến hết ngày 21 tháng 8 thì bốn đoàn kiểm tra của Sở Y tế thành phố đã kiểm tra 46 bệnh viện trong đó thì có 30 trên 41 bệnh viện công lập và 16 trên 39 bệnh viện tư nhân. Và trong số này có 3 bệnh viện tại thành phố đã được yêu cầu tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh để tổ chức lại công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể trong tổng số các bệnh viện đã kiểm tra có 34 trên 46 bệnh viện an toàn, 9 trên 46 bệnh viện an toàn ở mức thấp, gồm bệnh viện Phổi Hà Nội, bệnh viện Thận Hà Nội, bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, bệnh viện Tâm thần Hà Nội, bệnh viện Chữ thập xanh, bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, bệnh viện Phụ sản An Thịnh bệnh viện mắt Nhật Bản, bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội cơ sở 1. 3 trên 46 bệnh viện không an toàn gồm bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội địa chỉ tại số 77 phố Nguyễn Du. Bệnh viện mắt Hightech số 55 phố Hàm Long đã không đảm bảo sàng lọc phân luồng cách ly khi có người bệnh nghi ngờ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bệnh viện ngừng hoạt động khám chữa bệnh trong 7 ngày để tổ chức lại và báo cáo Sở Y tế trước ngày 1 tháng 9 năm 2020. Bệnh viện mắt Việt Nhật số 122 phố Triệu Việt Vương cũng không đảm bảo an toàn trong sàng lọc phân luồng cách ly khi có người bệnh nghi ngờ. Bệnh viện là nơi phát hiện sớm điều trị các ca bệnh giúp ngăn chặn khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên bệnh viện cũng là nơi nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh. Dù trong vòng 4 ngày vừa qua Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19, nhưng Sở Y tế thành phố Hà Nội yêu cầu các bệnh viện cần quan tâm ưu tiên đối phó với dịch bệnh trong giai đoạn này.